Làn da khô thực sự rất là khó để có một lớp trang điểm đẹp, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển điều đó. Mấu chốt là phải chăm sóc da trước khi trang điểm. Chào các bạn, mình là Mỹ Oanh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Siêu Thị Mỹ Phẩm. Làn da của bạn bị khô và bạn đang phân vân không biết phải làm sao để luôn giữ được cái lớp trang điểm trông thật tươi trẻ cả ngày. Tuy nhiên thì hiện nay thì cũng có khá nhiều loại mỹ phẩm dành riêng cho làn da khô, nhưng điều làm nên sự khác biệt lại chính là cách mà chúng ta chăm sóc da trước khi trang điểm. Nếu như mà bạn đang gặp tình trạng da khô bị mốc khi trang điểm thì video này dành cho bạn. Thứ nhất, đó chính là chúng ta chọn kem nền thích hợp. Nếu da của bạn dễ bị bong tróc hoặc là quá khô, hãy sử dụng kem nền dạng lỏng hoặc kem có chứa dầu. Một lựa chọn khác dành cho da khô đó chính là sử dụng kem nền, hay còn gọi là BB cream. Kem nền không những có độ che phủ tốt mà còn chứa các thành phần dưỡng ẩm cho da như là axit hyaluronic và vitamin B. Nếu như mà chúng ta không cần trang điểm quá nhiều lớp thì chúng ta hãy thử cái loại kem dưỡng ẩm hoặc là kem chống nắng hoặc những loại kem khác có màu giống như kem nền. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia tại siêu thị mỹ phẩm, điều quan trọng đối với một làn da khô chính là kem dưỡng ẩm có màu, không thể thay thế cho kem dưỡng ẩm thông thường. Điều thứ hai đó chính là chúng ta không nên dùng phấn nền. Theo như các chuyên gia trang điểm khuyên rằng nếu như mà da bạn quá khô thì tuyệt đối chúng ta không phải dùng phấn phủ. Nên lựa chọn những cây cọ trang điểm có kích thước nhỏ nè để xác định chính xác cái vị trí sử dụng phấn và phân chia các khu vực rõ ràng giữa hai lông mày nè, sống mũi nè, hai bên cánh mũi. Nếu như mà da bị khô thì nhưng đôi khi bạn bị bóng ở vùng chữ T như là trán nè, mũi hoặc là cằm thì chúng ta có thể phủ một chút phấn ở vùng chữ T. Vì một lớp nền được tạo bởi phấn phủ tuy nhanh gọn nhưng cũng có nguy cơ hấp thụ toàn bộ lượng ẩm trên da mặt. Kem nền dạng bột cũng là một ý tưởng không mấy sáng suốt khi mà thực hiện trang điểm cho da khô. Phấn nền chỉ tốt cho người da nhờn vì nó giúp hấp thụ lượng dầu và độ ẩm dư thừa trên da. Tuy nhiên, đối với lại da khô, phấn nền dạng bột sẽ làm cho da của bạn càng ngày càng khô hơn. Lớp bột sẽ bám vào các vùng da bị bong chóc, khiến cho da chúng ta bị loang lổ, không đều màu khi nhìn gần. Tóm lại là các bạn nên chọn các loại kem nền dành cho da khô thay vì chọn phấn nền. Sử dụng một lượng nhỏ ở đầu ngón tay và thoa chúng lên mặt, trừ cái làn da quanh mắt. Chúng ta nên tham khảo những cái sản phẩm kem nền chuyên biệt dành cho làn da khô thay vì việc lựa chọn kem nền theo sở thích của mình. Thứ ba, đó chính là chúng ta hãy tẩy da chết. Nếu như mà bạn nhận thấy lớp trang điểm của bạn bắt đầu bong ra vài giờ sau khi mà chúng ta trang điểm, rất có thể nguyên nhân là bởi sự tích tụ của lớp da chết. Thường xuyên tẩy da chết hàng tuần từ 1 đến 2 lần và dưỡng ẩm hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. Các chuyên gia trang điểm cho biết, một khi mà chúng ta sử dụng lớp trang điểm lên da mặt hàng ngày, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng tế bào chết sản sinh ngày càng lớn và nó sẽ gây ảnh hưởng đến làn da của bạn nếu như chúng ta không biết cách tẩy da chết đúng cách. Siêu thị mỹ phẩm cũng đã làm một video hướng dẫn, các bạn có thể xem lại ở trên đây nha. Điều thứ tư đó chính là xịt khoáng. Để tăng cường độ ẩm cho làn da trong suốt cả ngày dài thì chúng ta có thể mang theo một loại xịt khoáng, xịt dưỡng cỡ nhỏ. Điều này sẽ giúp cho chúng ta thực sự cân bằng cho làn da khô và giữ cho lớp trang điểm của bạn không bị bong ra. Điều thứ năm đó chính là chúng ta hãy dưỡng ẩm cho da khô. Da khô thì sản xuất rất là ít dầu, vì vậy sử dụng kem dưỡng ẩm để giúp cân bằng độ khô tự nhiên của da là điều cần thiết. Thay vì dùng kem dưỡng da thông thường thì hãy sử dụng một loại kem dưỡng đặc hiệu dành riêng cho da khô. Kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic, một thành phần giúp da giữ độ ẩm, là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Điều thứ sáu đó chính là chúng ta tẩy tế bào chết cho môi. Da khô, da chết không thể giữ được độ ẩm cho môi, nên chúng ta hãy tẩy tế bào chết cho môi mỗi tuần một lần với hỗn hợp tự chế bao gồm đường và mật ong hoặc các sản phẩm chuyên dụng bán trên thị trường tại các nhà thuốc, tiệm mỹ phẩm. Thường xuyên tẩy da chết để có bờ môi căng mọng hơn. Điều cuối cùng đó chính là chúng ta hãy chọn son môi phù hợp. Nếu da mặt của chúng ta bị khô sần thì đôi môi cũng không ngoại lệ. Nếu như mà chúng ta bỏ qua cái bước dưỡng môi trước khi thoa cái loại son màu thì đôi môi của chúng ta sẽ mất đi cái vẻ căng mọng và tự nhiên. Do đó chúng ta hãy thoa một lớp son dưỡng không màu lên môi trước khi dùng đến son màu bạn yêu thích. Khi đôi môi của bạn bị khô thì hãy tránh son môi lì nè, hoặc là các loại son lâu trôi.
vì chúng sẽ góp phần khiến cho làn da môi trở nên khô hơn. Trước khi tô son màu thì chúng ta nên sử dụng một lớp son dưỡng trước. Cả hai sẽ giúp cho đôi môi của bạn trông thật quyến rũ, mượt mà, căng bóng ngay. Hy vọng qua những kiến thức chia sẻ vừa rồi của Oanh và các chuyên gia siêu thị mỹ phẩm sẽ giúp cho các bạn có lớp trang điểm đẹp hơn, mướt hơn và sẵn sàng cho mùa Tết sắp đến nhé. Chào tạm biệt mọi người.